Wow, 75 kim cương luôn. Lụm 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 30 kim cương nè, ngon. 15 kim cương nữa, ngon thế ta, ngon dữ ta. Và đây là 15 nữa, trời ơi, ngon 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 ngon. 5 là 8 nè, 18, 38 kim cương nữa các bạn. Ok, hello các bạn, lại là mình Toàn Vô Lô nè. Hello hello. Ok mọi người, thì gần đây mình ra clip mở hộp hơi bị nhiều mọi người, dùng kim cương hơi bị nhiều luôn. Các bạn có hay hỏi mình là anh ơi, sao anh kiếm kim cương nhiều vậy? Thì hôm nay mình sẽ quay một clip kiếm kim cương một ngày của mình đó nghe mọi người á. Và bây giờ mọi người xem thử coi như thế nào nha. Ok, trước khi bị đâu thì giờ mình sẽ trả kết quả cái mini game các bạn. Cái mini game đầu tiên là mình kết bạn nha. Bạn comment đầu tiên là bạn play on nè. Rồi mình kết bạn với bạn luôn. Ok, mình đã gửi kết bạn cho bạn rồi đó. Rồi cái ở video này á, thì mình cũng sẽ kết bạn với một bạn comment sớm nhất nha. Nên các bạn khi mà mình ra video các bạn nhắn cái chuông, bạn comment liền, mình sẽ kết bạn với bạn liền luôn nha. Ok ha. Rồi tiếp theo mình sẽ trả kết quả cái mini game ở tặng quà ở video này luôn nha các bạn. Người may mắn của chúng ta là bạn ứng Vũ Lê, bạn trong game mang tên là Pater Lê hả? Rồi ok ha, rồi tặng quà cho bạn nè. Ủa cấp 1 hả ta? Ủa sao bạn này cấp 1 hả mọi người? Hình như là bạn để sai tên hay sao á, để mình kiểm tra cái ID thử nha. Thấy chưa, mình gửi cái ID với các bạn nào mà thấy cái tên này mình copy cũng được nha các bạn. Ok ha, rồi giờ lấy lại nha. Đó, tại vì các bạn đặt cái từ đặc biệt thành ra là mình không có thấy được cái tên của các bạn á. Rồi tặng quà luôn. Rồi mình đã gửi quà cho bạn nha. Ok các bạn, thì cái mini game video này của ta là 20 thỏi vàng nha các bạn. Thì để tham gia cái mini game của mình thì bước 1 các bạn phải like video nè, đăng ký kênh này, nhấn cái chuông nha. Nhớ nhấn cái chuông để mình ra video sớm nhất để mình phát quà cho các bạn cũng như là kết bạn với các bạn ha. Rồi cái bước thứ ba là các bạn để lại cái tên của bạn cộng với cái ID trong game để mình kiểm tra coi có đúng không nha các bạn. Ok ha. Nhớ là cái này là phần quà 20 thỏi vàng nha các bạn ơi. Rồi bây giờ mình vô video thôi. Vô. Ok thì vậy bằng đây các bạn thấy tôi chơi UBR hơi bị nhiều đúng không? Thật ra tôi đang đi cày nhiệm vụ thành tích này các bạn. Đây, tôi 13 trên 15 và còn hai cái nữa là tôi đạt được 15 kim cương các bạn. Bây giờ tôi sẽ đi cày nha. Ok, đây là cái thứ 14 nè. Cố lên mọi người. Các bạn lưu ý nha, các bạn nhảy cái này các bạn phải nhận cái rương, phải nhận cái rương mới hoặc tính hoàn thành một cái móc. Các bạn không nhận rương là không tính đâu đó. Ok, đây là lần nhảy cuối cùng các bạn. Tôi phải dùng vật phẩm nữa các bạn, chơi 27 phút rồi. Trời ơi, lâu quá, có hai lần thôi á. Ý là lâu lắm luôn á. Đây, tôi mở cái rương này có được cái gì nha. Ôi ba cái luôn à. Vậy là tôi có kim cương trong đây nữa các bạn. Đây hai kim cương nè, hai kim cương đầu tiên ở clip chúng ta nha. Hai kim cương nè. Tiếp theo là nhận được nãy 15 kim cương bóc, 15 kim cương đúng không? Rồi ok là 17 kim cương nha các bạn. Ok ha, rồi các bạn nào xiên ảnh cứ vào dùng hết vật phẩm mình đi nha. Rồi tiếp theo mình làm nhiệm vụ của cái Fashion Time các bạn. Thì mình có một cái mẹo cho các bạn làm cho nó dễ các bạn cái thành tích trong cái nhiệm vụ nha. Rồi khi mà các bạn vào game các bạn tới chỗ cái ông màu đỏ nè, các bạn bấm vô cái nút đa nhiệm á, cái nút ba gạch á. Các bạn bấm ngay cái màn hình như này, bạn đếm 10 giây giùm mình nha. Hiện tại là đây mình đếm 10 giây nè. Rồi khi mà đếm đủ 10 giây á, các bạn nhấp lại vô màn hình thì nó bảo là mắt nhắc kết nối các bạn, thì nó sẽ găng ra, nó sẽ găng ra các bạn. Nó sẽ găng ra cho các bạn để mình gọi là sao ta, rồi mình vô màn tiếp theo nó sẽ nhanh hơn các bạn. Đây thì mình nhận được cái móc 3 kim cương nha các bạn ơi. Ok ha, bạn nào rảnh thì làm thêm nha các bạn. Ok, tiếp theo thì mình nhận 10 kim cương ở cái thành tích này các bạn. Thành tích này là thành tích đi học á. Thì làm cái này đơn giản, các bạn chỉ cần vô trong trường các bạn chỉ cần treo thôi. Mỗi ngày mình được 5 cái thành tích các bạn. Đó, treo chỉ cần được điểm F, điểm A gì cũng được nha các bạn. Đó thì mình nhận được 10 kim cương các bạn. Rồi tiếp theo là còn cái móc 20 kim cương nữa, thì cái móc là tới 700 điểm nè. Mà mình chưa thời gian làm á, cái video sau mình sẽ làm nha. Ok, cái nhiệm vụ thành tích tiếp theo của mình đó là đi bắt những con bọ trên 200mm các bạn. Thì trên 200mm thì chỉ có con bướm nữ hoàng với là con ếch mặt địch thôi các bạn. Đó, mình hoàn thành nha. Đây, mình bắt được hình như là 25 con rồi đó các bạn. Đây, 25 con được 30 kim cương. Wow, quá ngon các bạn. Ok, này mình tiếp theo mình làm vụ thành tích của chú cảnh sát nha. Thì làm vụ của chú cảnh sát thì đương nhiên phải lập gặp chú cảnh sát đúng không? Rồi chú cảnh sát đâu ta? Ở đâu tới vậy? Đây. Ok ok, để mình nhận vụ chú nha. Rồi nhiệm vụ của đầu tiên của mình là đi tìm cái túi sách các bạn. Thì làm vụ này mình khuyên các bạn là các bạn nên tìm vào ban đêm nha các bạn. Nên tìm vào ban đêm thì cái túi sách với lại cái con chó này các bạn thì nó sẽ gọi là nó phát sáng á, mình dễ tìm hơn nha các bạn. Thành ra là nên làm ban đêm nha. Thì mỗi ngày mình làm được 3 nhiệm vụ nha các bạn. Ở đây mình làm được cái tới nhiệm vụ thứ 50 rồi. Thành ra là mình hoàn thành cái móc này được các bạn. Đây mình trả nhiệm vụ nha.
cái nhiệm vụ thứ ba của trong ngày hôm nay của mình cũng là tìm túi sách các bạn. Đó thì cái túi sách này nó nằm ở ngoài biển nè, nó cứ chạy vòng 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 thấy phát sáng lại lụm nha. Rồi trả nhiệm vụ vừa được tiền sao mà còn được kim cương nữa ta, đây hoàn thành á, 5 kim cương nữa nè, ok còn 2 móc nữa. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ về nhà mình là thu hoạch cây các bạn. Thì cách kim cương này mình cũng có chỉ ở video trước rồi đó, thì hôm nay mình thu hoạch cây được 9 kim cương nha. Thì các bạn có thể trồng những cái cây 2 kim cương nè hoặc là 3 kim cương. Rồi sẵn đây mình qua tưới cây hồ mệnh luôn các bạn, cây hồ mệnh cũng được 1 kim cương đó, bỏ thì nó hơi phí, phải tưới chứ. Rồi thì mình tưới xong rồi có mấy bạn thì biết mình nè, ui bạn kêu ký tường thôi mình thả tiêu với ký tường các bạn luôn nha, coi như là kiếm thêm một người fan đi các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều nhé. Các bạn mà xem được cái clip này của mình thì để lại cho một like được đăng ký kênh nhé. Bạn nào xem tới đây chưa like vô đăng ký kênh thì hãy like đăng ký kênh các bạn, mình còn có nhiều cái mẹo hay hơn mình chỉ cho các bạn nha. Ok ha, gọi đăng ký rồi đó, đi nha em ơi, đi nha. Rồi tiếp theo là mình làm cái nhiệm vụ thành tích đi bắt con chuồn chuồn ngô các bạn. Chuồn chuồn ngô hoàng đế con này nó hơi khó. Rồi thì còn tôi còn con cuối cùng các bạn ơi, thì nó nằm bên khu trung tâm nè. Con này tôi dằn co với nó một hồi tôi mới bắt được các bạn. Ảo thiệt sự luôn á. Wow 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 wow, bắt được thấy sướng như người sao đó nha. 15 kim cương nữa, ngon thế ta, ngon dữ ta. Rồi tiếp theo mình làm vụ bắt mũi nha các bạn, bắt mũi bắt tới 200 con mũi lắm. Hành trình bắt mũi rất là khó khăn luôn các bạn ơi, các bạn phải xem tới đây phải like cho tôi nha, chứ tôi không phải bắt dễ dàng đâu á. Đó, thấy chưa, tôi còn mấy con nữa, sắp đủ rồi các bạn ơi, sắp đủ rồi. Thì cũng như hồi nãy lúc lúc mình đang bắt thì cũng có một số bạn biết mình nè, mình sẽ ký tường cho các bạn luôn nha. Bạn nào mà vô game có tình gặp mình á thì cứ kêu ký tường mình ký cho nha các bạn ơi, ký hết luôn, không bỏ sót ai luôn á, thiệt. Rồi thả tim nè. Ok thì hành trình bắt mũi của mình tiếp tục các bạn. Đó không phải nó dễ dàng đâu, hay nhưng con mũi cô dĩ khó bắt lắm á. Ok đây là con cuối cùng đây. Đây cuối cùng 200 con mũi rồi các bạn ơi, thật là vui quá đi. 15 kim cương nữa. Wow. Ok các bạn thì nãy giờ mình nhận được 105 kim cương rồi ha. Bây giờ mình sẽ chỉ với bạn một chỗ nhận mới nữa nè. Cái chỗ này có thể các bạn chưa biết á. Đây cái chỗ bộ sưu tập các bạn. Trong cái bộ sưu tập khủng long á, mình cũng có kim cương trong này nha các bạn. Bây giờ phải tranh thủ đi đào để về bữa hết sự kiện nha các bạn. Đây mình nhận nha. Wow wow. 3 kim cương nè. 5 là 8 nè. 18. 38 kim cương nữa các bạn. Tổng cộng mình nhận là 38 kim cương từ sự kiện khủng long các bạn. Wow 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 wow, đỉnh nha, đỉnh nha. Ok ha, cái đó là 38 kim cương, nó là nhiều người ta. Hồi nãy 105 cộng 38 là 143 đúng các bạn, 143 kim cương rồi ha. Ngon ngon ngon. Ok thì 143 kim cương đó mình nhận luôn mấy cái nhiệm vụ hàng ngày của mình nè các bạn. Ở đây là một kim cương nè. 44 nè. 144 ở đây 2 nữa hả? Ấy có hai kim cương nè. Là 146. À để coi cái hộp này ra cái gì đây. Không có kim cương, 146 rồi chứ về để coi nhiêu. 77 không? Wow, 7 kim cương. Đã 146 đúng không? Vậy thì vậy là 153 các bạn, 153 kim cương rồi. Ngon ngon ha, 153 kim cương với về rồi. Đây tôi đẩy thêm bao nhiêu đây nè. Thì về cái cuộc thi khai quật khoáng thạch ngày hôm qua thì tôi được hạng 2 các bạn, tôi được 75 kim cương nữa. 153 cộng với 75 là nhiêu ta? Là 228 kim cương các bạn, là 228 kim cương đúng không? Ngon nha. Được được đó nha. Ý tôi được cấp bạc đúng rồi. Hồi đó hôm qua tôi cày không lại ông kia rồi, ông kia ông cày ghê quá. Để có được nhiêu điểm vậy? 6000 mấy hả? Ồ ông này cũng có cày nhưng mà hơi từ bỏ phút cuối. À, được 228 đúng không? 228 thì ở đây tôi được 10 kim cương đó là 238 nè. Cộng với 25 nữa là 263. 263, 263 dưới này một kim cương 264, 265, 266, 268 mọi người. Và đây là 269 nè. Tiếp theo thì có mấy móc này cũng có kim cương đó, thôi tôi mở các bạn luôn nha. Mở coi có kim cương không, có thì tôi để, không có thì tôi cắt luôn. 270, wow. Rồi đây mình mở hộp dịch nha, được 270 các bạn. 271, 272. Dạ. Ui, 20 kim cương luôn à. Trời ơi, vậy là 292 các bạn. Wow, 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 quá đỉnh, quá đỉnh. 292 đúng không? Để tôi coi còn cái gì không, tôi nhận cho các bạn xem luôn. Còn cái hộp này thôi tôi không mở được các bạn. Ok các bạn, thì cái video này của mình á, mình nhận được gần khoảng 300 kim cương. Các bạn thấy như thế nào nha.
cái nhiễm dường những vụ hình tích đó, là khá đơn giản luôn các bạn nên làm nha, làm mau đó các bạn, làm chút xíu là xong rồi. Ok, bây giờ mình đến với chương trình lên TV mỗi ngày các bạn. Rồi giờ các bạn vô nhà tôi nha, vô. Ok, lên TV mọi người. Hello mọi người, chào mọi người, lên nhà của tôi nha. Giờ lên TV nha mọi người ơi, lên TV nha. Rồi, đầu tiên mình đi hàng này nha. Hẹn mấy bạn team GG, ủa không phải team GG, con thằng GG Mau nè, Mau là trường đặc biệt, đội khủng bắt khủng long hả? Dữ vậy sao, để nhìn sơ qua cái coi. Dữ gì ta, lên TV liền hả? Dữ vậy. Rồi, hello các bạn nha. Hello bạn chuột nè, bạn Kim nè, bạn Quân nè, với là bạn nào đây? Bạn Hoàng nổ ha, rồi bên đây là mấy chú cảnh sát nè, bạn Khoa Bà Lay nè, bạn Omi nè ha. Anh đã bị bắt hả? Không em, anh đâu có làm gì bị bắt em, hay vậy quá. Ê, cháu cháu Hồng này Nobita hả gì? Ừ, Nobita kế bên kìa. Ở hôm nay này Shin Nosuke ông nội ơi. Shin mặc quần vàng áo đỏ, đúng rồi Shin. Bạn Warman yêu shop hả? Dữ vậy sao? Dữ gì sao? Hello anh, hello em. Hello Cường nè. Hello anh ba Báu nè. Phiêu, anh này tên gì, tên Phiêu Thư hả? Tiểu Thư hả? Gơ vậy, bún đậu múc đầu là cái gì bạn? Múc đầu là cái gì ta? Dịch con báo nè, bạn 29 tháng 12 ha. Thử vậy sao? Chào mọi người, vào buổi trưa nha, tặng em tặng anh bó hoa nè, rồi cảm ơn hai đứa nha. Dữ vậy sao, Lisa với lại Kata ha, mấy yêu. Trời ơi, bên đây một bầy tròn luôn, dữ gì ta. Con cá con nè, Warman Game, ủa sao nãy thấy dưới mà giờ lên chơi rồi, ủa sao thay đồ mau vậy, này cũng nhanh dữ ta, đấu trang phục nhanh dữ hả. Bạn Du Quýt Bang nè, ở Du Quýt Bang vô nhà tôi cứ ngủ mọi người. Ông này ông mắc ngủ hay sao á. Kiwi Yun, Nazi, bạn Quốc Trung, Liêu Liêu nghe nói ai đó hạng ba mươi mấy á, Liêu Liêu hạng 3 này. Ờ tính ra là tôi hạng 2 đó nha. Tôi hạng 2 đó, tại vì tối qua tôi không đào nữa thôi. Chứ tôi đào đó chứ tôi hạng nhất rồi. Hay vậy quá, người ta hạng 2 rồi. Bạn Quốc Trung nè, bạn Pi nè, bạn Ly Linh nè, anh tặng anh Toàn một Yolo, một cái gì, một cái lá thư là viết là mãi fan bao tim hả, dữ vậy sao. Rồi hello bạn Pi nha, bạn Quốc Trung, bạn Linh nè, bạn Nhi Thỏ 6 tuổi nè, bạn shop có con này không á, liêu, dữ vậy sao, chắc chưa, không chắc là tôi không có chưa. Còn con gì nữa không? Móc phe ra. Trời ơi, tưởng gì? Thương Long đúng không? Ở đây nè, đó. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Con gì mà tôi không có? Không bị làm sao vậy? Không có dân biện thôi chứ con gì tôi không có cho nha. Hay vậy quá. Hero, Hero Omega nè, chào mọi người. Lại là mình đây. Minh nè, ừ. Hello bạn Trăm Mà Lay ha. Bạn MB kia, mà bay quyên nè, em xào anh không xào em, anh không xào em nha. Hello shop lâu rồi không gặp hả? Mãi yêu. Hello Khánh Linh nha, em mới chuyển hợp đồng tiền tỷ cho anh nè. Ghê vậy. Hận Trần với bạn Mira gây qua ra, bạn Khoa 2 tỷ hả? Chuyển 2 tỷ rồi là phản của anh đây. Hello mọi người, lại là mình Duệ Mẫn nè. Vậy chứ sao? Bạn Minh nè ha, bạn Phương, bạn Nika, bạn bạn nào đây, cánh hoa này đẹp không, người vậy, bạn Ben, bạn Phước, bạn Jin Play, bạn Omega, bạn Mon nè, tên Mon đúng không, người đọc tên Mon đúng không, hello Mon nha. Ai nữa, bạn Chồm Nâu ốm yếu hả, ta có da xanh ốm yếu này, Chồm Nâu ốm yếu ta là Chồm Nâu dữ chưa. Phương Vi nè, bạn Thánh Thằng Nhám Búa hả, người vậy, bạn Ken. Hello shop Toàn vô lô đẹp trai nha, hello. Em xào anh không xào em nha. Bạn Kai A, bạn Quýt Mi, Quýt Du Mi, bạn Hắc Mi, bạn Quá Điều, bạn Huy, bạn Lương Kiều, bạn Hana, bạn Gia Linh, bạn Umego. Rồi hello các bạn nha, dữ vậy sao. Ủa sao mà có đứa đầu chọc, có đứa có tóc, có đứa không có vậy. Là không đều rồi, không được rồi. Không đọc tên ký đầu shop á ha, không có đọc. Đâu có đọc đâu, nãy có tên có đứa không đọc đó. Đâu có đọc tên đứa đó đâu. Giữ guitar, còn buồn ngủ không anh, còn em. Đâu hay hỏi quá.
Đang ngủ tới 12 rưỡi luôn á. Thư su kem nè bạn, một a hi hi nè, anh Toàn xấu trai à, Nguyễn Thi ha, Tá Ký em ơi, bạn gì đây, bạn mãi khoan anh Toàn hả, giữ gì ta, ở đây có cá hề và chú hề hả, ghê vậy, giữ gì sao, bạn hai bạn tính báo luôn nè, giữ gì cà, giữ gì cà, là hề giữ chưa, là chưa thấy hề luôn á, chưa thấy mắc cười luôn. Ổng hà ổng hà, ủa tính ra tao nói chưa thấy mắc cười mà tao cười ta, ok vậy, chú cà mòn. Phải cái trưởng qua cái trưởng ăn đấm không anh nè, gì vậy em, rồi xong rồi mọi người lên tivi xong rồi mọi người bây giờ ký tường ký tường ký tường.